Kính thưa Thầy chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 9 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt hàng tuần với nhau. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Mình đã bước sang tháng 9 rồi, thì chuẩn bị vào mùa thu, trời sẽ bắt đầu hơi lạnh một chút. Cho nên mặc dù vậy nhưng mà vẫn còn ấm, chưa đến nỗi là lạnh như mùa đông. Cho nên đại chúng nhớ enjoy những ngày mà mát trời mà chúng ta còn có được. Thưa đại chúng, mình đã nghỉ sinh hoạt học kinh Pháp Cú hết mấy tuần. Thì hôm nay mình trở lại học kinh Pháp Cú tiếp tục. Và chúng ta học đến phẩm thứ 5. Phẩm này có tên là Phẩm Ngu. Và chúng ta học đến câu thứ 65. Thì ở trong này á, chúng ta có hai chữ. Nói tới cái Phẩm Ngu thì những câu kệ á, nó liên quan đến hai chữ trí với ngu. Thì theo cái nghĩa của Phật giáo định nghĩa đó, chữ ngu nghĩa là khi chúng ta sống mê lầm, chúng ta không thấy rõ được chân lý, không thấy được lẽ thì gọi là ngu. Còn trí thì không phải do mình học, mà do mình có biết tư duy, biết quán chiếu để chúng ta nhận diện được những cái chánh tà, những cái sai trái, thì cái đó gọi là trí. Bởi vì cái gì mà do người ta cho mình thì cái đó chưa phải là cái trí thật của mình, mà cái đó là trí mà có người dạy. Thì trong Phật giáo gọi là hữu sư trí. Hữu sư trí tức là trí tuệ, cái trí biết mà do có thầy chỉ dẫn, thấy không? Thì gọi là hữu sư trí. Còn trí mà không ai cho mình, tự mình tư duy quán chiếu để mà mình tìm ra được cái chân lý đó, gọi là vô sư trí. Đức Phật là người đầu tiên, là Ngài đi tìm đạo. Thì Ngài đi học với người này, học với người kia. Thì lúc đó Ngài biết rất nhiều, nhưng mà cái biết đó là do hữu sư trí. Đến khi Ngài ngồi thiền, Ngài tư duy, Ngài quán chiếu, Ngài phát hiện ra được những cái chân lý, những cái lẽ thật, thì cái đó gọi là vô sư trí. Cho nên trong Phật Pháp á, khi chúng ta mới bắt đầu học á, thì chúng ta cần phải có người hướng dẫn. Bởi vì không có thì mình đâu có biết gì. Cho nên mình đến chùa, mình nghe Pháp, hay là mình đọc sách, vân vân. Cái đó để mình nhờ những cái tuệ giác của người khác mở mang cho mình, để mình có cái căn bản. Cái đó gọi là hữu sư. Còn rồi mình nương vào cái đó, mình tu tập để mình có được những cái phát minh của chính mình, cái đó gọi là vô sư, vô sư trí. Muốn được cái trí tuệ đó thì chúng ta phải có dựa trên ba cái điều. Gọi là trí tuệ là cái chính, nhưng mà chúng ta phải có ba cái tuệ khác, đó là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, mà thường nói gọn là văn tư tu. Listening, reflection and practice. Tức là mình phải có học. Mình phải có học thì cái học đó gọi là nghe đó. Mà nghe phải có trí tuệ để nghe. Còn nếu mà không thì mình nghe nó đầy, nhưng mà rốt cuộc không có cái gì nó lợi ích. Bây giờ Pháp Hòa thưa, ví dụ như thường thường á, mình mà vô một cái bữa ăn á, thì mình sẽ, cái người mà người ta biết ăn thì người ta sẽ ngồi xuống và người ta ăn cái gì, ăn như thế nào để mà mình không có no. Ví dụ như mình vô một bữa tiệc mình ăn, thường thường ta mình ăn những cái món khai vị, ăn rau, ăn này ăn kia, rồi cái cuối cùng á người ta mới ăn cơm, ăn mì, để chi? Nếu cái đó là cái món cuối, ăn là no rồi là đứng dậy xong buổi tiệc đó. Còn mình vô mình ăn chứ mình cứ ăn cơm không, rồi lát nữa đồ ăn ra quá trời, mình ăn không được gì hết.
Thì mình nghe cũng vậy. Ở trong cuộc sống của chúng ta đó, mỗi ngày có nhiều thứ để nghe lắm. Nhưng mà nếu chúng ta không biết chọn lọc những cái gì cần nghe, nên nghe, thì một lát nữa mình nghe nó đầy lỗ tai, đầy cái đầu mình, mà soạn ra thì không có gì sử dụng được hết. Cho nên mình phải có cái trí để nghe, gọi là văn tuệ. Rồi sau đó mình về, mình đem những cái gì mình nghe đó, mình suy tư, mình suy nghĩ, thì gọi là tư tuệ. Tại vì sao? Tại vì bất cứ việc gì chúng ta nghe cũng phải có trí, mà suy nghĩ cũng phải có trí. Rồi ngay cả khi đi vào cái chuyện thực hành cũng phải có trí. Tại vì không có trí thì thực hành thì sao? Thực hành mà nó không mang lại kết quả. Ví dụ như mình nghe người ta nói là lại Phật có phước, nghe ví dụ vậy đi. Em mình cũng đi lại Phật như người ta, nhưng mà mình không biết sức khỏe của mình có lại nổi 100 lại không. Thì nếu mà mình trong khi mình thực tập mà mình có trí tuệ á, thôi lại 20 thôi, đủ rồi, đủ vừa. Tại vì cái sức tôi lại bữa nay 20 thôi, còn 20 nữa tôi quỳ tôi lại, rồi lát cái khỏe khỏe rồi cái đứng lên lại xuống thêm 20 nữa, rồi cái cuối cùng lại được 80 rồi, còn 20 nữa đau quá chịu hết nổi, lên ghế ngồi xa. Trong khi tu phải có trí tuệ, chứ không phải thấy người ta lại vậy rồi mình phải lại vậy mới gọi là có phước. Hay là mình thấy các người người ta tu, người ta ăn cơm đơn giản mà sức khỏe mình không có, thì mình phải ăn như thế nào để mà mình đủ sức khỏe mà duy trì cái sự tu tập của mình. Người ta phổi tốt, giọng hay, người ta tụng lớn. Còn mình là phổi yếu hay khan tiếng, lên vô dặn gân tụng 10 phút sau khan tiếng mất. Rồi ngồi đó suốt, rồi cuối cùng suốt một buổi tụng kinh 1 tiếng đồng hồ, 40 phút còn lại ngồi ngó không hề giờ á á rồi. Mà hồi nãy nếu mình tụng với cái âm thanh nó vừa chừng. Chưa mở. Mình tụng với cái âm thanh vừa chừng á, thì mình tụng được nguyên thời kinh. Cũng giống như những người người ta chạy marathon á, người ta đâu có chạy nhanh. Người ta chạy từ từ vậy để dưỡng sức. Chứ còn mà mới vô mà mình đề ga ra mình chạy một hồi là mình hết xíu quách mệt, là không thể nào mình chạy trọn được cái buổi chạy bộ của mình. Cho nên tu mà mình muốn tu được trọn vẹn đó, cho nên chữ tu nó trường tu, lạc tu. Trường tu là tu hoài, tu mãi, chứ không phải tu kiểu mình là tu tùy hứng, tu vui, tu buồn nghĩ. Tu nó phải có những cách trường tu, lạc tu, vô gián tu. Vô gián tu là sao? Là tu không ngưng nghỉ. Còn mình nghĩ là mình suy nghĩ rằng khi nào lên chùa hay là ở trước bàn Phật tụng thời kinh là tu, còn bước xuống ra khỏi bàn Phật là hết tu. Ở dưới này là trên bàn Phật là kéo tay rồi xuống cho trang nghiêm lắm, mà hễ xuống dưới là xăng tay. Vô gián tu là không phải chỉ ở chánh điện, không phải ở bàn Phật, mà tu ở chợ, tu ở ngoài đường, tu ở trong sở làm, bất cứ nơi nào. Tại vì thí dụ như hồi nãy giờ mình ngồi mình tụng kinh, đâu ai chọc ghẹo gì mình. Mình chưa biết cái năng lực của mình nhẫn tới đâu, nhưng mà lát nữa ra đường, vô hãng, người ta nói cái gì đó, người ta làm cái gì đó, mà mình có thể nghe được cái lời nói đó, và mình nghe tuệ đó, văn tuệ đó, rồi mình suy nghĩ cái việc đó, rồi mình ứng dụng cái việc đó. Cho nên ngay trong ở trong hãng, trong chỗ làm đó vẫn tu. Cho nên tu là trường tu, vô gián tu và lạc tu. Lạc tu là sao? Tu lạc hả? Lạc tu là tu phải vui. Tu mà rầu rĩ quá sao tu? Cho nên là những người đi chùa, những người tu là những người có những người khổ, nhưng mà không phải ai cũng khổ hết. Và nếu mà nói cho đúng ra đó, chúng ta ngồi đây đều là những người có nỗi khổ niềm đau hết. Nhưng mà khổ mà đi tu thì chuyện cũng bình thường, có gì đâu. Cũng giống như bệnh mà đi tìm bác sĩ, chứ ai mà khỏe mà đi tìm bác sĩ bao giờ. Cho nên có nhiều vị ta nói khổ mới chịu đi chùa. Đúng rồi, khổ mới đi chùa, khổ mới chịu tu. Cũng giống như bệnh mà đi bác sĩ, chứ còn khỏe đâu đi bác sĩ anh chị.
Vậy thì bây giờ trong chúng sanh ta có ai dám nói tôi không khổ không? Không có đâu. Trẻ khổ theo trẻ, già khổ theo già. Cỡ nào cũng khổ đó. Tới giờ đói mà không cho ăn khổ không? Đi đâu đó mà kẹt quá mà giờ không có chỗ nào để ngưng, để mà dừng xuống, để mà xả nước cứu thân hết, khổ không? Người ta làm anh hùng, ta xả thân vì nước. Còn đôi khi mình kẹt vào một, lâm vào một cái trận là cần những cái, cần một cái chỗ nào để chỉ cần là xả nước cứu thân thôi, mà không có, khổ. Cho nên nếu mà mình nghĩ mình đợi tới khi nào là thất tình, mất của, con chửi, chồng la gì mới gọi khổ, không? Không. Mình khổ là khổ trường kỳ kháng chiến và khổ đủ kiểu đủ cỡ. Mà quý vị thấy không? Ở trong cảnh khổ mà vẫn có những cái chuyện nó xảy ra để khổ. Ví dụ như mình đã nghèo rồi, mình sống trong một cái xóm nghèo với nhau rồi, thì trong cái xóm nghèo đó với nhau mà họ vẫn sao? Vẫn tham ích kỷ, rồi hơn thua tranh giành, chửi bới, gây gổ, vân vân. Trong cái cảnh khổ vật chất, con người vẫn tạo ra những cái khổ nữa. Cho nên cái đó gọi là trùng trùng những cái khổ. Vì vậy cho nên người tu tập á, chúng ta muốn đi tìm cho mình một cái con đường, cũng giống như mình đi tìm cho mình một món thuốc, mà đợi mà bệnh mới uống thuốc á, thì lâu lắm. Uống cầm chừng. Hồi đó Pháp Hòa, mỗi lần mà Pháp Hòa đi hành hương á, thì đi qua những cái xứ mà mình biết là sức khỏe mình không chịu nổi đó, dù không có đợi bệnh, cứ sáng ngủ dậy cái là uống viên Tylenol cái đã. Còn mình đợi mình mới bệnh mình mới uống thì không được. Hồi đó mà đi qua bên Bhutan á, là cái vùng đó là vùng núi cao, cho nên trước khi đi là phải uống thuốc một tuần 10 ngày trước. Thuốc mà để chịu được cái độ cao, thôi mình nhức đầu chịu không nổi. Mà quý vị biết không, uống vậy đó, uống cả tuần trước khi qua đó, vậy mà qua tới bển đó, ngày nào cái đầu Pháp Hòa nó cũng cứng đơ và tay chân nó tê hết. Vậy mà ở đó một tuần sau, rồi khi mình bay từ Bhutan qua Ấn Độ xuống đất rồi cái thì một ngày sau là mình trở lại bình thường. Uống cầm chân đó mà còn chịu không nổi. Cho nên mình, tại sao mình uống thuốc bổ? Uống thuốc bổ đâu có là bệnh gì đâu, nhưng mà uống để dưỡng, để mà bổ vào những cái chỗ nào nó thiếu sót. Cho nên mà đợi mà tới, mà nghĩa là tới lúc mà nguy kịch mình bắt đầu mình tu tập thì nó không đủ. Và chúng ta phải làm sao mỗi ngày chúng ta huân tu. Cho nên nãy trường tu, lạc tu, vô gián tu, và có một cái gọi là huân tu, tức là tu sao? Tu đều đặn mỗi ngày để cái đó nó nạp. Cũng giống như quý vị đợi cái điện thoại mà nó completely nó chết rồi, mình ghim điện vô đâu có xài liền được, chút xíu nữa mới xài được. Còn mình thấy mà nó báo rồi, nó sắp hết pin là ghim điện vô charge, là lúc nào cái điện thoại mình cũng có pin để xài. Và mình tu cũng vậy, cứ hễ mà nó thì mình lúc nào mình cũng đều đặn vô, châm vô đó. Có nhiều người ta lái xe người ta kỹ lắm, thấy còn có mức nữa thôi là người ta đi đổ rồi, đổ xăng rồi. Tại vì sao? Ta phải phòng nhìn rủi người ta ở vào một cái hoàn cảnh là không thể đổ xăng được, đi một đoạn đường nào không có xăng thì sao? Mà mình hay có cái tánh ý y, còn có nấc nữa mà lo gì, đâu có đi đâu đâu xa. Nhưng mà cuộc đời nó khó nói, có những lúc mình phải đi một cái đoạn đường mà không thể dừng lại để đổ xăng, hoặc là muốn đổ xăng thì không có chỗ để chúng ta đổ xăng. Và cái người cẩn thận là lúc nào bình xăng cũng đầy. Thì cái đó chữ tu, mà muốn được như vậy chúng ta phải huân tu. Thì học hỏi cũng vậy, có nhiều vị nói sao học kinh hoài không thuộc. Tại sao mình không thuộc? Nó cũng có nhiều lý do lắm. Thứ nhất là trong đầu mình nó đầy cái thứ khác rồi. Bây giờ mà muốn mà ngồi lại mà học kinh cho thuộc là học đâu có được.
Rồi cái thứ hai là sao? Mình chưa có chuyên tâm mỗi ngày. Nhiều khi cầm mà học đó, nó không thuộc đâu. Mỗi ngày tụng vậy mà nó thuộc nào mình không hay. Các thầy ở trong chùa đó phần lớn là đọc kinh mà thuộc, chứ không có, ít có ngồi mà cầm cuốn kinh mà lâm râm rồi học, lâm râm mà học. Có nhưng mà ít lắm. Phần lớn những bài kinh mà thuộc đó là do mình tụng. Thì có một cái câu chuyện là có 30 vị công tử. Một hôm nọ đi ngang qua đi tìm một cô gái. Thì lúc đó gặp Đức Phật, hỏi Đức Phật. Đức Phật có thấy một cô gái thật là đẹp đi ngang không? Thì Ngài mới nói tôi không có thấy cô nào, tôi chỉ thấy một bộ xương đi ngang thôi. Thì mấy cái ông này ông cũng ngạc nhiên mà tại sao một cô gái đẹp mà Đức Phật lại nói là một bộ xương. Thì chừng đó mới ngồi lại đàm đạo. Thì Đức Phật mới giải thích. Mình nhìn thoáng bên ngoài là mình thấy cái gì nó cũng đẹp vậy đó, nhưng mà mình nhìn kỹ bên trong á, nó chẳng qua là những cái gì nó ráp lại thôi. Cũng giống như mình nhìn một chiếc xe. Nếu ở đây xe nó có hai phần, body hay là ô tô. Thì nó nhiều khi một chiếc xe bên ngoài cái dáng dấp nó thật đẹp, màu sơn thật đẹp, mới toanh, nhưng mà bộ máy cũ rèm. Thì mình nhìn bên ngoài không chưa biết, nhưng mà mình nhìn kỹ bên trong rằng cái máy này, cái xe này toàn là đồ ráp và rất là dở. Ngay cả thân mình cũng vậy. Nhiều khi mình nhìn bên ngoài vậy nhưng mà thật sự bệnh tật, rất nhiều những cái thứ bất tịnh ở bên trong. Hay nói cách khác nữa là do ngũ uẩn, đất nước gió lửa thuộc về sắc, rồi bên cạnh đó là có cảm thọ, có suy tưởng để mà hình thành con người. Chúng ta gọi là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành, cộng thêm cái thức, cái phân biệt để làm một con người hoạt động. Cho nên cái người trí người ta thấy chân lý, người ta lấy thể thật. Thì sau khi mà các vị đó nghe được ngộ đạo, thì Đức Phật nói câu kinh Pháp Cú thứ 65: người trí giàu một khắc thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp như lưỡi nếm vị canh. Hồi tuần rồi kỳ trước mình học á, thì người mà không có chịu nghe pháp á, không có thể nhận được á, cũng giống như là cây muỗng múc canh thôi. Cây muỗng nó múc, nó đâu có nếm được cái canh. Nhưng mà người trí mà nghe pháp mà hiểu đó, cũng giống như là cái gì? Như là lưỡi nếm canh. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ này. Có nhiều Phật tử nói nghe quý thầy pháp á, thì lâu lâu cái trời ơi thầy nói giống như là thầy ở trong ruột con thầy nói ra vậy đó. Là tại sao? Nói trúng cái hoàn cảnh, nói đúng cái cảnh khổ đó. Cái vị đó nghe mà thấm, thì nghe mà thấm đó gọi là gì? Lưỡi nếm vị canh. Còn mình nghe không có gì trơ trơ ra, không biết gì hết đó, thì như là muỗng múc canh. Ở trong này Phước Phật nói là người trí dòng một khắc thân cận người có trí. Như vậy thì người có cái hiểu biết, nói chuyện với người có hiểu biết, thì cái hiểu biết nó tăng trưởng và nó gặp nhau rất là nhanh, như là cái lưỡi nếm vị canh. Cho nên cái người mà người ta nghe mà người ta ngộ liền á, ở nơi người đó đã có sẵn cái tuệ giác, cái túc, cái gì, cái túc duyên. Cho nên nghe đời này nhận ra liền. Thì có nhiều khi mình không nhanh nhẩu ở trong cái việc Phật Pháp, nhưng mình ở ngoài đời mình nhanh. Ví dụ như có nhiều người người ta làm ăn, người ta có đầu óc làm ăn, có tư, có cái tâm tư mà làm ăn. Cho nên chỉ cần người ta nhìn cái việc đó thôi là người ta có thể đoán, người ta có thể nhân chia, rồi người ta có thể nhìn ra được. Có nhiều người người ta giỏi về cái việc mà sửa chữa nhà cửa, rồi khu vực này như thế nào. Ta đi ngang cái nhà cũ mềm á, làm ta có thể hình dung ra được cái nhà này nó sẽ cần bao nhiêu tiền để sửa, và sửa như thế nào, và cái nhà này có giá trị như thế nào sau khi được sửa. Ta đồng ý ta mua cái nhà đó liền.
Còn mình không biết gì hết trơn, cho nên dẫn mình đi cũng như không. Tại vì mình không có cái tư, mình có cái đầu làm ăn, có gì hết trơn, cho nên dẫn mình thì mình biết cái nhà cũ vậy thôi. Nhưng mà cái người làm ăn người ta biết. Cho nên đó, mỗi người mình đã sẵn có cái gì rồi thì mình tiếp nhận cái đó nó mau lắm. Giống như Pháp Hòa, nhiều khi Pháp Hòa cứ Pháp Hòa tin một điều đó. Đời trước mình đã từng tu, cho nên đời này khi mình gặp lại Phật Pháp đó, nó cũng giống như là lửa mà gặp giấy vậy đó, nó bén nhanh lắm. Mà kêu mình đi học ở trong trường đó là mình học lấy có thôi. Hồi nhỏ mà vô trường mà học là cứ ngồi mơ tới giờ về chùa không à. Vô học vẫn học, nhưng mà cái đầu của mình là nó không có chuyện gì để học hết á. Và trong đầu mình nghĩ đơn giản là tu mới quan trọng chứ mấy này đâu quan trọng. Không biết hồi nhỏ là vô trường vô lớp học là cứ ngồi nghĩ vậy. Cho nên trong cái giờ về chùa, mà được về chùa giống như là mình cá mà nó được đi về nước vậy đó. Mà mình bị đi vô trường học á, nó cũng giống như là con cá mà nó đi lên trên bờ nó cạn thiếu nước vậy. Mà những cái gì mà quý thầy tụng á, Pháp Hòa chỉ cần đứng đó và tham dự chừng 2 lần thôi là Pháp Hòa có thể thuộc những cái lời của quý thầy tụng. Cho nên thưa đại chúng là những cái nghi thức cúng linh đó, là Pháp Hòa chưa bao giờ học. Pháp Hòa chỉ đứng tụng với quý thầy á, là quý thầy tụng hai lần thứ hai là Pháp Hòa có thể cúng y chang vậy. Thì mỗi người á, mỗi người chúng ta người, mình có một cái đặc biệt riêng. Chứ không phải Pháp Hòa nói vậy là chỉ mình Pháp Hòa nha, không phải. Có những em nhỏ nó chỉ cần nhìn người ta vẽ thôi, nó vẽ cái một. Ở trong câu chuyện Cái cười của thánh nhân có kể câu chuyện. Có cái anh này anh đi làm người ở cho người ta. Thì cái ông chủ mới dặn ảnh á, bữa đó ông chủ có việc đi công việc á. Thì ông chủ mới nói á, bữa nay ở nhà nó gãy hết một cái ghế của mình, nó gãy hết một chân rồi. Người đi vô trong rừng á, người thấy có cái cây nào được á, người chặt về đây để mình thế, mình làm cái chân ghế. Ảnh đi suốt ngày, ảnh về ảnh tay không. Ông chủ mới nói tại sao trong rừng quá trời cây mà ngươi đi về tay không. Ảnh mới nói á, con đi vô trong rừng con thấy nhiều cây lắm, mà cái cây nào á, nó cũng chỉa nhánh lên trời hết á, chứ không có cây nào mà nó chỉa xuống giống như cái ghế hết, cho nên con không có chặt. Thì ảnh nghĩ rằng có cái cây nào nó nằm thấp bằng giống như cái ghế vậy thì mình chặt mới đi ráp vô cái chân, chứ anh không nghĩ rằng cứ chặt xuống đi rồi mình bào mòn mình ráp vô. Ảnh nghĩ là cái cây nào nó cũng chỉa lên trời hết, không có cây nào mà nó chỉa giống như này hết, làm sao con lấy. Rồi một ngày khác ông chủ đi vắng, chắc lên Tây Thiên hay sao. Ông chủ mới nói ngươi ở nhà coi chừng cửa nẻo nghe không. Dạ. Ảnh ngồi ảnh canh, ngồi ngay cửa ảnh canh. Xong cái hàng xóm đá gà vui quá, ảnh mít ảnh thích đi coi. Mà bây giờ ông chủ dặn cửa nẻo rồi làm sao. Thôi tốt nhất là tháo cửa giác theo. Cho nên anh lấy vít, anh tháo cái cửa, anh đi tới chỗ đó anh ngồi anh chơi. Đi về tới nhà đồ đạc trong nhà nó mất hết trơn, ăn trộm nó vô lấy hết. Ông chủ về mới chửi, tao đi, tao đã dặn mi là phải coi chừng cửa nẻo, tại sao mà để cho ăn trộm nó vô nó lấy nhà. Thì ông dặn cửa nẻo nè, cửa còn nguyên nè chứ có mất cái nào đâu. Trời ơi, ông chủ ông tức cành hông, ông nói tao chưa thấy đứa nào nó ngu như mày. Vậy mà một ngày nọ, ông chủ đang đứng cầm cây cọ vẽ, anh chàng này đi ngang. Ông chủ hỏi một kiểu thách thức thôi. Biết không? Biết vẽ không? Trời, dễ ợt. Anh cầm cái cây cọ lên, chỉ có mấy nét thôi, anh vẽ ra một bức tranh. Thì ông chủ mới phát hiện ra đó, cái anh chàng mà mình thường gọi là ngu á, thật ra là trong người của nó tiềm ẩn một cái khả năng vẽ. Cho nên cuối cùng ông chủ đã giúp đỡ cho anh phát huy cái tài năng và trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Cho nên mỗi người á, người ta đều có cái căn bản đó. Thí dụ như trong sử hay kể câu chuyện Lục Tổ Huệ Năng.
Và nói rằng Ngài là người không có học, không biết chữ. Không biết chữ. Quý vị biết là, mà đặc biệt là không biết chữ mà biết làm thơ mới hay chứ. Đến mức độ là ông vô chùa mà ông làm thơ mà ông không biết viết. Ông nhờ người ta viết giùm. Ông nghe một bài thơ xong ông nghe bài thơ đó xong ông nảy một cái bài thơ khác. Ông nói huynh lên bảng huynh viết giùm tôi đi. Tôi làm ra được bài thơ mà tôi không biết viết. Mà ngài ngộ ở chỗ nào? Một ngày nọ bữa củi vì nghèo mà đâu có học, cho nên là cứ đi vô rừng chặt củi đi bán thôi. Thì một ngày nọ đi ngang một cái nhà đó, thấy nghe một ông cư sĩ ở trong nhà tụng kinh Kim Cang. Và tụng tới cái câu là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Hãy nên sanh cái tâm mà không có chỗ để trụ, nên có cái tâm đó. Thí dụ như giờ mình có tâm giúp người, tâm nâng đỡ người ta, đủ thứ tâm. Nhưng mà mình làm tới đâu mình dính tới đó. Đó bà này nè, tháng rồi tôi cho 10 đồng đó. Bà này nè, tháng rồi nè, mất việc nhờ tôi xin việc đó. Mình sanh tâm thương người ta mình giúp. Nhưng mà cuối cùng mình làm xong rồi trụ hết, tâm mình nó dính hết. Cho nên rồi ai mình cũng thấy toàn là người ơn của mình hết. Cho mình bữa nào mà người ta lơ mình chút giận. Còn nếu mình làm hết tất cả mọi việc nhưng tâm đừng trụ mấy chuyện đó. Chẳng qua là mình đủ duyên, người đó đủ duyên với mình. Hay là nói cho nó hay hơn, nói cho rõ nữa là chẳng qua là mình có chút phước, có của để cho. Người kia cũng còn chút phước lúc cần gặp mình. Nghĩ như vậy cho nên người đó giúp cho mình được làm phước. Cho nên không trụ chỗ nào. Ngài ngộ ra cái câu đó. Không có học gì hết trơn mà tự nhiên nghe câu kinh mà ngộ đạo. Rồi tới hồi mà đi vô trong gặp lục tổ, gặp ngũ tổ. Ngũ tổ hỏi một câu: ngươi từ đâu tới? Nơi dạ con từ ở phía nam tới. Ồ, dân phía nam toàn là dân thất học, dân mọi rợ, dân không biết chữ. Ngài nói dạ, người thì có nam bắc, nhưng mà Phật tánh đâu có bắc nam. Con người thì có phân chia nam bắc, nhưng mà cái tâm tư giác ngộ đâu có chia bắc nam. Ngũ tổ nghe một cái người thất học nói câu đó, ngài biết rằng người này là người thượng căn thượng trí. Muốn thử nữa, cho nên không có tiện lúc đó. Chớ có nói lắm lời, đi xuống phía sau mà giả gạo. Ngũ lục tổ đi xuống nhà sau giả gạo. Giả gạo đâu được mấy tuần tháng gì đó. Một ngày nọ ngũ tổ chống gậy đi xuống. Gạo đã trắng chưa? Thì nếu mình là mình chỉ hiểu bình thường thôi. Ông thầy ông hỏi là mình đã làm giả gạo xong chưa? Nhưng mà cái người đạt được cái ý đó, ông thầy đâu có hỏi mấy cái chuyện này. Ông mượn cái này để ông hỏi chuyện khác. Ông hỏi là tâm ngươi đã sạch chưa? Ông mượn qua cái chuyện là gạo trắng chưa? Nhưng mà cái người đệ tử hiểu rằng thầy mình hỏi tâm mình đã thuần sạch chưa? Dạ trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Dạ tâm con thuần sạch rồi, chỉ cần thầy ấn chứng nữa là đanh là xong. Ông thầy nghe xong lấy cây gậy gõ lên cái miệng, cái cối ba cái, chắp tay sau lưng đi. Ông đệ tử hiểu thầy mình hẹn mình tối nay canh ba. Canh ba là giác khoảng 1 giờ sáng đó. Nhớ đi cửa sau đừng đi cửa trước. Bởi ổng mới chắp tay sau lưng ổng đi đó. Ở đây Pháp Hòa muốn nói là người trí, trong kinh câu Pháp Cú này nói là người trí gần người trí, dù nghe chỉ một khoảnh khắc mà người đó đạt được cái thâm nghĩa. Cũng giống như mà quý vị mà biết việc đó rồi mà gặp người khác nói sơ là biết liền. Người trí giàu một khắc, thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp như lưỡi ném vị canh. Mà thường thường ở trong đạo, các vị mà đệ tử hay nhận ra được cái ý chỉ của thầy mình từ những câu chuyện nói hàng ngày. Một hôm nọ đó, có một vị đệ tử
Cái người đệ tử này đến thăm thầy mình. Nói chuyện xong thì khuya rồi, ông thầy mới nói thôi tối rồi con ra về ngủ đi. Cái thầy đi ra thầy mở cửa, cái thầy mới nhìn ra đường, thầy thấy tối hù à. Thầy mới vô thầy nói dạ thưa thầy tối quá. Ông thầy mới thấy vậy mới lấy cái đèn cầy á, mồi lên. Nè, cầm cái đèn về đi. Thì người đệ tử quay lưng tiếp nhận cái đèn, thì vừa cầm cái đèn thôi, ông thầy thổi cái đèn tắt. Ngay nơi đó người đệ tử ngộ đạo. Đó. Bây giờ mình nghe những câu chuyện đó xong mình nói ủa cái ông này, hai cái ông này ông làm cái gì đây? Mà người đệ tử ngộ cái gì? Dĩ nhiên trời tối là phải cần đèn. Cũng giống như mình không hiểu thì phải nhờ thầy dạy. Nhưng chưa bằng cái đèn mà thầy trao cho con. Hay là nói cách khác là cái hiểu biết của thầy mà trao cho con thì thủy chung cũng là của thầy chứ không phải của con. Bây giờ con muốn sáng không? Con phải tự sáng, cho nên thầy trao là trao vậy thôi, chứ còn cái thầy muốn nói với con là tự. Cho nên vừa trao cái đèn, ông thầy thổi cái đèn tắt. Người đệ tử ngộ. Cái gì mà thầy đưa cho con vẫn chưa phải là của con. Cũng giống như tuần rồi con kể câu chuyện. Ông thầy ông bước vô trong phòng, ông lấy cái dây xích ông khóa cửa lại, rồi ông lóc cái cửa xong rồi ông giục chìa khóa qua gốc cây. Rồi ông đứng trong này ông la lên: cứu tôi, có ai cứu tôi không? Trời ơi, đám đệ tử chạy tới thấy ông thầy mình bị nhốt. Thì phải làm sao? Phải chạy đôn đáo đi tìm chìa khóa mà mở chứ. Thì cuối cùng có một chú đệ tử tìm được cái chìa khóa. Nhưng mà thông thường ta tìm được chìa khóa là ta phải chạy tới ta mở cửa cho ông thầy. Đằng này chú đệ tử tìm được cái chìa khóa xong lại đứng ngay cửa sổ đưa tay vô đưa chìa khóa cho thầy. Ông thầy chụp cái chìa khóa, ông thầy nói mi với ta gặp nhau. Đứa đệ tử muốn nói gì với ông thầy? Thầy muốn thử lòng mà. Thầy tự khóa cửa thì thầy tự mở cửa. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Cho nên á, mình tự chấp thì mình phải tự buông. Mình tự bưng lên thì mình phải tự buông xuống. Chứ không ai buông giùm mình được hết á. Bây giờ quý vị có lên quý vị nói thầy ơi tôi khổ quá, thầy có thể nào giúp cho tôi hết khổ không? Thầy đâu có phép gì đâu. Thầy đâu có phép gì gõ cho cái cuộc khổ mình nó văng. Đâu có thuốc gì uống hết khổ. Khổ quá. Tâm tư của mình biết tư duy biết quán. Những cái thuộc về vô thường tạm bợ thì mình buông. Thí dụ như mình quán nè, tất cả đều là duyên, đủ duyên thì có mặt, đủ duyên thì tan rã. Mà cuộc đời này là tất cả đều là tạm thì không có gì nó bền chắc mãi mãi, thì tại sao mình phải cứ chấp nó phải là mãi mãi của mình? Rồi bây giờ mình quán chiếu, mình thấy một người trẻ mất thì mình khổ lắm, mình buồn lắm. Nhưng mà cuối cùng mình phải tư duy quán chiếu rằng thế thì chúng ta mới xác nhận một điều rằng đời người ai cũng chết, đâu phải đợi già mới chết. Cho nên khi đó, khi Đức Phật lớn tuổi, một hôm Ngạ Nang đến thăm Ngài, thì Đức Phật, Ngạ Nang mới cầm tay Phật, cầm mới lấy cái tay nè, rờ da nhăn ở trên tay Phật, Ngạ Nang khóc. Ngạ Nang nói bây giờ Phật đã già. Ngạ Nang, Đức Phật mới khai thị cho Ngạ Nang. Cái già nó nằm ngay nơi cái trẻ. Cái chết nó nằm ngay nơi cái sống. Cái bệnh tật nó nằm ngay nơi người khỏe mạnh. Sáng nay, sáng sớm Pháp Hòa nhận một tin, có một vị Pháp Hòa biết, quen, bị stroke. Mà không có triệu chứng gì hết, đang khỏe mạnh bình thường stroke. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là có những cái chúng ta đối diện chúng ta không chấp nhận được, nhưng mà cuối cùng chúng ta phải tìm ra một cái phương pháp, chúng ta tư duy để chúng ta tìm ra được cái chân lý, cái lẽ thật của cuộc đời, để chúng ta giải được cái đó.
Buồn thì có buồn nhưng mà không còn khổ nữa, tại vì mình thấu đáo rồi. Chứ còn nếu mình thấy người thân mình mất mà mình dửng dưng không có gì hết mà kêu là tu chứng, cái đó không chứng nha. Cái đó là tu trật á. Tu mà đến lạnh lùng còn biết thương ai nữa hết là đừng nói tôi giờ tôi ngộ đạo nữa, không chết trước mắt tôi cũng bình thường. Cái này mình tu sao mà cái này chứng gì vậy chứ mày. Cho nên là cái người thầy được cái bà, một bà già hỏi ông thầy, thầy tu mấy năm rồi giờ tâm tư thầy làm sao. Thì bà muốn thử ông thầy thì bằng cách nào? Bà kiếm một cô gái thiệt đẹp ôm ông thầy một cái coi. Rồi hỏi coi ông thầy cảm thấy làm sao? How do you feel? Thì ông thầy ông muốn chứng minh là ông tu, nghĩa là đến cái chỗ là không còn một cái không còn một cái feeling gì nữa đối với người nữ đẹp. Ông mới trả lời một câu: khô mộc ỷ hàng nham, tam niên vô noãn khí. Tôi bây giờ giống như một cây khô, gọi là khô mộc á, cây khô dựa ở trên một vách núi lạnh. Quý vị biết núi mà nó lạnh á, rồi cái cây khô mà dựa vô đó nữa thì thôi có gì nữa đâu nói, chết ngắt rồi. Khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô noãn khí, ba mùa đông rồi không có một chút nóng. Trời ơi, mình mà nghe ông thầy ông tu đến mức độ mà thấy sắc mà ông không có dính mắt gì hết trơn là ông thầy ông tu giỏi dữ lắm rồi. Nhưng mà đối với bà già này, ông thầy này tu chưa tới, đuổi đi không nuôi nữa. Nuôi thầy mấy năm nay hao côn quá, tưởng năm sau tu rồi thành một cây khô. Rồi ông lang thang thời gian, bà già nghe thấy cũng tội, thôi kêu về nuôi nữa, kêu về dạy cho tu, để cho nuôi tu. Mấy thời gian sau, bà kiếm cô gái đẹp hơn nữa, ôm ông thầy lần nữa coi. Kỳ này hỏi, thầy thấy sao? Cô trả lời, ông thầy trả lời, tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Nghĩa là bây giờ sao? Cái cảm nhận tôi và cái cảm nhận của tôi và của cô, bà già kia là người thứ ba, không có cảm nhận được. Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Cho nên mình tu á, mình thấu đáo đến tất cả mọi lý lẽ, nhưng không có nghĩa là mình lạnh lùng. Chẳng qua mình cũng cảm giác buồn như ai vậy, nhưng không khổ nữa, không có lụy nữa. Thí dụ mình quen với cái người đó 10 năm, tự nhiên một ngày đó người đó nói chia tay, không lẽ mình nhảy lên mừng quá được chia tay. Buồn chứ, 10 năm trời mà. Nhưng mà thôi hiểu rồi, hết duyên rồi, giờ mình miễn cưỡng cũng không được. Cho nên mình buồn nhưng mà mình hiểu được cái duyên. Cho nên hiểu đời tất cả là duyên, đến đi hay ở, mỗi người đều tự nhận cái đó. Chứ không phải mình tu đến, thí dụ như người ta ngồi đó, người ta có chuyện vui, mình cũng không vui, người ta gì mình cũng không có cảm giác gì nữa hết. Không phải tu như vậy. Cho quý vị thấy các tượng La Hán không? Ông thì cười, ông thì nhăn, ông thì cung tay, ông thì trố mắt. Đó là những cái emotional, những cái cảm nhận, những cái cảm giác của mọi người. Và trong cuộc sống này nó làm như vậy. Cho nên cái người trí là cái người không phải là, nhưng mà mình đừng có biến mình thành thế trí biện thông, thông suốt cái trí tuệ thế gian, rồi đi đâu mình cũng áp đặt người ta. Không phải. Cái người trí là người ta biết ứng xử, người ta biết tùy duyên, người ta biết tùy thuận, nhưng mà tâm người ta bất biến. Cho nên cái người trí là người sống tùy duyên mà bất biến, tùy theo cái duyên đó đó, nhưng mà tâm không có thay đổi. Cũng giống như thời gian qua dịch bệnh, có những lúc không ai được tập hợp hết, mình phải tùy cái duyên đó chứ, mình đâu có cải luật được. Nhưng mà bất biến nè, tinh thần tu hành, tu học vẫn không thay đổi. Chúng ta có phương tiện livestream, phương tiện YouTube, phương tiện Zoom, thì mình sử dụng những cái phương tiện đó để duy trì sự sinh hoạt của ta. Tùy duyên, cái hoàn cảnh nó như vậy, nhưng mà bất biến là không thay đổi. Cho nên mình mà sống được với cái tinh thần tùy duyên bất biến đó,
Và xin đọc lại câu kinh Pháp Cú thứ 64, 65. Người trí giàu một khắc, thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp như lưỡi nếm vị canh. Và qua cái câu này, để Pháp Hòa chia sẻ thêm là để cho đại chúng thấy cái gì gọi là người trí gần người trí. Nghĩa là mình đã sẵn cái đó, và chỉ cần ai bén một chút thôi là nhận ra liền. Cho nên á, mình á, đời này mình gặp Phật Pháp và mình bén duyên với Phật Pháp rất là nhanh lẹ, mà ngay cả khi từ hồi nhỏ nữa đó. Đó là mình biết rằng cái túc duyên của mình. Quý vị đọc sử của các hòa thượng, có những vị đi tu từ rất trẻ. Mình có một hòa thượng ở Việt Nam năm nay là 106 tuổi nè. Ngày đi tu năm ngày 5 tuổi. Tức là 5 tuổi cha mẹ đem vào chùa, như vậy là ngài ở chùa đúng 100 năm. Mà cho đến bây giờ ngài vẫn còn minh mẫn. Cho nên mình biết đời này mình gặp được những cái lành, những cái thiện mà mình gần gũi được, đó là cái duyên lành của mình. Và bây giờ là hiện tại đây chúng ta đang tiếp tục gieo cái duyên đó, làm cho cái duyên nó đậm lên. Rồi đời này mình chưa trọn được, kiếp sau mình có sanh ra nữa mình cũng gặp những cái duyên lành như vậy nữa. Quý vị thấy không? Ở trong một cái xã hội đầy dẫy những cái vật chất, nhưng mà tại sao mình cũng biết nhận những cái đó, nhưng mà bên cạnh đó mình vẫn hướng tâm về những cái lành, cái thiện và những cái chia sẻ với người khác, là mình biết cái duyên của mình. Thời hôm nay mình học câu thứ 65 ha. Người trí dù một khắc, thân cận người có trí. Mình làm sao mình có được cái nội lực đó, cho nên tiếp xúc cái duyên kia cái là mình nhận ra liền. Và một vài câu chuyện, nhiều câu chuyện thiền mà giữa thầy và trò nó ngộ ra những cái câu chuyện như vậy đó, nhiều lắm. Đây là Pháp Hòa kể một vài câu chuyện để cho đại chúng nghe thôi, chứ còn mà trích dẫn những câu chuyện để chứng minh cho cái vấn đề gọi là tự thân mình đã có cái đó, mà giữa thầy trò nó có những cái chạm với nhau mà chúng ta nhận ra được rất nhiều. Chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc.